Ok, em chào mấy anh chị nha. Hôm nay em sẽ sơn cái chậu lục giác lùn 55 cm này cho mấy anh chị coi nha. Bây giờ phải xử lý vệ sinh bề mặt cái nè. Để mấy anh chị để khô nha, còn em là clip thì em làm hạn chế thôi. Thì giờ chà bụi đi, lấy cái máy hơi kia xài kìa. Giờ phải xử lý bề mặt. Xong rồi mình sơn với anh. Mới nhập cái máy hơi nhỏ này về nè mấy anh. Máy hơi nhỏ này mà nó có vỏ nha. Máy hơi nhỏ này mà là nó top bán chạy bên đó luôn á. Top bán chạy bên Trung Quốc á. Máy hơi này có 8 lít thôi, đủ sơn thôi. Máy hơi không nhớt nha. Máy hơi không xài nhớt, sạch sẽ. Thì máy nhỏ nhỏ này hay sử dụng cho phòng răng nè, hay là mấy cái chỗ sửa điện thoại, sửa máy tính nữa, xịt bo mạch nữa. Nhưng mà mình sơn chậu thì xài đủ. Mình sơn chậu xài đủ, mình xài vừa hơi thì nó xài đủ. Sơn chậu mình cũng không cần phải xài hơi nhiều quá đâu. Trừ khi mà phủ bóng BU rồi á, sơn BU sơn xe rồi mới cần phải phủ bóng, thì xả hơi nhiều. Còn sơn chậu mình hơi như đây là đủ rồi. Máy này nó chạy thì cũng nhanh, nó chạy đầy, nhanh hơn đầy hơi lắm. Đó, em ru rồi. Em ru rồi. Mới nhập thử cái này về xài thử mấy anh, xài thử mấy tháng sau nó bền thì mới nhập về bán cho mấy anh. Mấy anh nào thích thì ấy, này nhỏ gọn lắm, này nặng tầm 14 kg. Cái bền dưới 8 lít à. 550W, chưa được một mã lực nữa. Nhưng mà nó bơm nhanh lắm. Em lấy em xài luôn, em test luôn. Vệ sinh sạch cho nha mấy anh. Vệ sinh sạch vô lót kháng kiềm luôn. Máy này bị nứt nè. Đổ nắng quá nè. Nó răng hết. Chét hồ dầu lại. Sơn cho mấy anh coi thôi. Chậu này là lục giác 55 lùng nha mấy anh. Có chân kỹ, xài chung chân kỹ với chậu 45-50. Chậu này là 1,6 triệu ship tặng một chai keo clear đó mấy anh. Rồi lót cán kìm đi em ơi. Lót kìm nè mấy anh, xài lót kìm ok nha mấy anh. Pha tầm 5%, 10% nước chưa mấy anh. Xong rồi mình quậy đều lên, bỏ vô súng mình phun. Hay xài cái máy này nè mấy anh, để coi đủ hơi không mấy anh. Giờ lót kìm cho nè mấy anh. Đi các bạn. Rồi bụi hết đi. Máy này mấy anh không cần phải xả hơi quá nhiều đâu, xả hơi vừa thôi là sơn chậu được rồi. Máy nó vẫn chạy mà liên tục xài ok, hơi vẫn đủ sơn rồi. Tại mấy anh còn có thời gian ngắt nữa, mấy anh ngắt á nó chạy lên liền, máy này nó chạy nhanh rồi. Lót kìm xong mình để khô hẳn sơn nền lắm mấy anh, chậu này chắc sơn giả đá mấy anh. Lót kìm khô nó trong suốt là nha mấy anh chị. Đó, nó tạo lớp nhựa thôi. Thì bây giờ mình sẽ sơn nền màu xám đậm. Sơn nền bằng xám của đô phin hả? Màu đó màu gì, xám đậm, xám nhạt vậy? Quốc đại đi. Giả đá màu xám đậm nha mấy anh chị. Giờ còn màu nào trên màu đó thôi, Quốc ơi. Hả? Xám nhạt hả? Lấy lon xám đậm mà, hệ Z, chết ben cũng hệ gốc nước luôn, hệ Z đó mấy anh. Hệ semi gloss, xài cũng được, 105.000 kg mấy anh, mắc hơn Dufin, rẻ hơn ok. Nó nằm ở giữa. Xám đậm trong này hết rồi, chỉ còn hệ đó thôi. Và sơn thì không có gì đâu nha mấy anh pha tầm 5% nước so với thể tích thôi. Cho nó lõn lõn vô, đừng nghẹt súng mình thôi. Đừng lõn quá nha, lõn quá thì mình phun nó dễ bị chảy sơn nha mấy anh, và nó khó lấp. Chung cái đó sơn thì trên lon hướng dẫn hết nha mấy anh, chịu khó đọc trên lon nữa. Và coi thêm clip của em coi kỹ kỹ vô, có nhiều anh coi video tua quá mấy anh. Mấy anh coi tua nhiều quá, mấy anh gọi điện hỏi em nhiều quá, em không tư vấn nổi đâu. Mấy anh chịu khó coi kỹ kỹ vô giùm em cái. Em làm video là đa số video nào em cũng làm hướng dẫn chi tiết đó, tất cả các bước luôn á.
xài sơn màu gì luôn á. Tại vì em sợ mấy anh chị, không phải em sợ mấy anh chị, thứ nhất mấy anh chị mới vô nghề nè, mấy cô chú lớn tuổi nè, coi không có hiểu nên là em làm rất là chi tiết ha. Thì sau khi lốc kiềm nó khô á, là mình phải sơn cái nền màu xám đậm này lên để mình lấy nền, để mình giả đá dạng hạt granite. Còn mình có thể thay bằng màu khác, xám nhạt, xám đen, xám lông chuột, hoặc là màu xanh, màu đỏ gì cũng được. Màu đỏ thì giả đá ruby, hoặc là mình thay bằng màu xanh đen, bằng màu xám xanh, màu nào cũng đẹp hết á. Nếu mà chậu mình láng quá thì mình sơn một màu luôn, còn chậu này lỗi nhiều lắm nên là phải sơn giả đá đó, màu xám đậm đó. Thì sau khi mình sơn cái nền xám đậm này, mình để tầm 2 tiếng sau nó khô thì mình sẽ bắt đầu mình tạo hạt trắng, hạt đen lên để giả đá những hạt đá granite á, rồi hạt đá hoa cương á. Xong rồi cuối cùng hết là mình sẽ sơn trang trí. Thì em sẽ quay từng công đoạn với anh chị ha. Giờ để anh em nó lót chứ. Máy đủ hơi sơn không? Máy nhỏ nhỏ mà cũng đủ hơi sơn. Ồ, dây sơn có sơn trong luôn hả? Rồi ok, để cho nó khô cái này mình tạo hạt đen hạt trắng lên nha mấy. Giờ nền khô mình bắn tạo hạt đen lên nha mấy. Tạo hạt đen hạt trắng lên, giờ bắn hạt đen trước. Mấy anh pha xíu nước vô, rồi mấy anh chỉnh hơi nhỏ là mới bắn ra hạt được nha. Chứ mấy anh để đặc quá bắn nó nghẹt nó không ra đâu. Rồi nhấp cò chỉnh cho sơn nhiều ra. Quay qua đây coi tí. Quay em không, anh đâu có quay được cái gì đâu. Đó, bắn ra hạt này nè mấy anh. Bắn cứ đều vô được mấy anh. Xíu nữa mình bắn màu trắng mới quan trọng. Màu trắng mình dậm là cho nó đều vô, nó tương phản như là đẹp. Hơi nhuyễn rồi. Mở hơi nhỏ thôi. Bây giờ bắn hạt trắng thôi mấy anh. Bắn đều đều cho là nó đẹp thôi. Đó, cứ bắn hết hạt trắng rồi nha. Nghe tí rồi. Cho mở cửa cho nó bỏ hàng cái chưa. Thôi bắn hạt trắng lên nha mấy anh. Đều đều vô vậy được rồi. Ok vậy được rồi. Bắn qua mặt kia đi. Vừa thôi, đặt dữ đi. Nhấp cò vừa thôi. Màu trắng thì đừng có đặt quá. Rồi giờ sơn nền trong nha mấy anh. Sơn bằng màu đỏ chu của thằng OK, 139.000 kg nha mấy anh. Tết rồi sơn màu đỏ đi mấy anh. Tết mà sơn màu đỏ nó hot. Giờ này thấy mấy anh kia mua màu đỏ sơn nhiều á. Tại Tết á, người ta thích màu đỏ. May mắn hay sao, với lại tươi mới. Xíu nữa ta khô xong tô nhũ vàng lên. Đây là tốc độ hẹn theo anh Tâm đi tạo cuốn sách theo mình đi. Okay, giờ tô nhũ mấy anh, giờ tô bằng nhũ hạt to nha mấy anh, nhũ hạt to này có hàng này nha mấy anh, tô lại cho mấy anh biết. To này thì nhìn góc độ ánh sáng thì nó ánh hơn. Ánh hơn mấy anh, với lại độ phủ nó cao hơn nhũ 24K hiện tại nữa. Nhũ này là nhũ của OK mấy anh.
Bạn có sợ thấy xà nhú này. Đó. Nhú này nó ăn hơn. Nhú nó cao hơn. Nhú này nhú ok, mà anh có thể xài thêm nhú này. Gọi là nhú nhú vàng 24k ok, nhú hạt to. Tô lên nó khô lại nó sẽ sáng lên nha mấy. Đặc quá thì có thể pha xíu nước cũng được. Không cần đâu, thế dăm từ từ. Rồi tôi rút màu xong mấy anh, giờ dậm dậm nước hai chỗ nào sót dậm dậm lại mấy anh. Màu này là màu nhũ vàng 24k hạt to của hiệu OK nha mấy anh. Màu này khi khô lại nó cũng sáng ánh gì lắm. Nó tùy góc, nó có góc nó sáng kiểu khác, mỗi góc nó sáng kiểu khác. Này mấy anh nhìn góc này nó sáng khác, góc này nó sáng khác. Do cái hạt nhũ nó cao, đó là cái độ sáng nó khác nhau. Đó. Nhũ này sao đặt chứ không biết. Nhũ này đặt hơn nhũ 24kz luôn. Anh có thể đổi qua nhũ này xài. Nhũ này cũng bằng giá 180.000 lô 850g. Để anh em nó dặm hết lại xong rồi để nó khô đi, xong rồi phủ cái bóng nước super clear lên nữa là quá đẹp cho cái chậu này luôn. Ok, khô hết nhũ mấy anh, khô hết nhũ, giờ mình phủ keo nước nha mấy anh. Phủ keo super clear nha mấy anh. Đó. Anh nào có muốn mua nhũ vàng 24k ok này xài thử thì liên hệ số điện thoại màn hình cho em nha. Nhũ này loại mới nha mấy anh. Nó cũng sáng lắm á. Phủ vô cho nó bóng luôn nha. Cái clear này hiểu bóng. Hết lỗi luôn hả? Chậu lỗi không sao lên hết lỗi luôn. Rồi xíu nó khô em quay kết thúc video cho mấy anh coi nha. Ok, khô, keo uống nước khô nè mấy. Rồi ok, cảm ơn anh chị đã theo dõi video này của em ha. Video này chủ yếu là em sơn cái chậu lục giác 55 lùng.
dạng lùng để lên chân quỳ cho mấy anh chị coi. Thì có sử dụng thêm cái nhũ vàng hạt to 24K của nhãn OK. Anh chị nào cần mua sơn chậu kiển hay là khuôn chậu ABS này á, thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình cho em ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha.